chữ ký mà cổ đang nâng niu hung hít đó là chữ ký của một tên lừa đảo, mà tên lừa đảo chính là cậu đó. Vừa ăn vừa ngắm mưa, chắc là thích lắm. Mình nhớ là Chi ghét mưa lắm mà. Đèn xanh rồi, bye nha. Khi mà đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh thì mình sẽ băng qua đường. Giờ mình phải nói đi thôi nè. Mà đèn xanh rồi kìa, đi thôi nè. Sao anh bỏ em đi? Em nào có tội tình gì? Bravo! Bravo! Bravo!